Hôm qua tậu được cam rì, vui cười tít mắt rù rì cuối phiên. Hôm nay quánh như thôi miên, kéo lên đạp xuống cuối phiên không hồi. Vâng, em chào chị, em là Đạt. Thì hôm nay ngày 8 tây tháng 7 em có làm một video để mình khuyến nghị cho anh chị về điểm bán điểm mua cho phiên giao dịch ngày mai, ngày 9 tây tháng 7. Vào đó chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận là thị trường VN Index của chúng ta đang ở thời điểm khó khăn hay là ở thời điểm mua là thắng, hoặc là có thể là đang ở thời điểm bắt đầu cho một xu hướng chỉnh dài hạn. Vậy ok, thì để chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, và qua đó thì chúng ta sẽ cùng nhau xem xét lại từng cổ phiếu để cho chúng ta có được những cái cơ hội đầu tư tốt hơn, hoặc là có thể có những điểm mà chúng ta cần bán cần chốt, thì nó cũng sẽ đều phân tích trong cái video ngày hôm nay để cho anh chị có được một cái góc nhìn tích cực hơn về thị trường. Thì đối với mình thì giống như sáng nay thì mình có nói trong cái room Subip của mình, nói từ đêm hôm qua là nói chung là kịch bản thị trường thì chắc chắn mình vẫn đánh giá là không lạc quan và cũng không có gì là tiêu cực hết. Đó, thì hôm nay thì VN-Index của chúng ta bắt đầu là chạm ở một cái vùng là bao nhiêu ạ? 1374 đây. 1374 là cái vùng này, là cũng là một cái vùng hỗ trợ mà thời điểm mà đầu tháng 6. Đầu tháng 6 nó có những cái vùng hỗ trợ này, khi mà nó chạm vùng này bắt đầu là nó bán xuống. Đó, ở đây, nhưng vùng này nó chạm và nó xuống, sau đó thì nó bật lên. Thì có thể là VN-Index của chúng ta thì nó vẫn không, đối với mình thì vẫn thấy là hôm nay thì nó đóng một cái nến doji anh chị. Hôm nay đóng một cái nến doji nhưng mà lại không có vol, thì có nghĩa là anh chị có thể thấy, nhìn vào VN-Index của chúng ta thì anh chị có thể thấy là hôm nay nó lại tích cực hơn phiên hôm qua, khi mà 148 mã xanh và 204 mã đỏ. Ngày hôm qua thì nó sẽ không tới được cái con số đó. Và anh chị có thể thấy là trong VN30 thì chúng ta thấy là VN30 là có 7 mã là xanh và 21 mã đỏ. Thì ở ngay điều mà thị trường mà ngày hôm nay á, là nó bị ảnh hưởng là do là cái cổ phiếu Novaland, là nó làm cho cái tâm lý nhà đầu tư là bị đè nặng ngay từ những giây phút đầu tiên khi mà mở phiên, là cái cổ phiếu này nó có một cái sự bán mạnh từ khối ngoại nè. Đó, thì nó làm cho là VN-Index của chúng ta là không có một cái nhịp hồi đủ mạnh để cho tạo ra một cái tâm lý hưng phấn. Và ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy thanh khoản nói chung thì nó cũng rất là thấp anh chị. Ở đây thì anh chị có thể thấy là thanh khoản của chúng ta là nó chỉ có khoảng 20.000 tỷ thôi, và cái khối lượng khi mà VN rung lắc thì nó cũng không có những cái nhịp mà nó phải bán tháo, nhà đầu tư cũng không có nhịp bán tháo, mà nhà đầu tư cũng đang chờ những cái nhịp mà bán mạnh để họ tham gia vào, khi mà họ đã có những nhịp họ chốt ở quanh những vùng này. Nói chung khi mà ba bốn cái nến nó bán mạnh vùng này thì tất nhiên là nhà đầu tư họ cầm tiền cũng rất là nhiều. Và ngay cả ngày hôm qua ba cái phiên này, khi mà ba phiên này bán mạnh xuống thì là như nào, là nhà đầu tư á, thì lại là mua ròng gần ba phiên này, là mình đánh giá là gần, mình có ngồi mình cộng lại là khoảng 2.800 tỷ. 2.800 tỷ thì 2.800 tỷ này là theo cái dữ liệu của Finrup, nó tổng hợp nha anh chị. Đó, và ngày hôm nay thì qua cái phiên mà ngày 7 tháng 7 á, thì lại là bán ròng gần 2.800 tỷ đó, mà trong khi đó là tự doanh và có ngoại lại mua vào. Và ngày hôm nay thì là cũng là cái nến doji, thì điều này nó chứng tỏ gì? Chứng tỏ là thị trường vẫn còn những yếu tố tích cực anh chị. Khi mà anh chị có thể thấy là thị trường nó hôm nay thì mình cũng rất là mong là thị trường nó cũng không phải là tăng mạnh, tại vì khi mà nó tăng mạnh thì tất nhiên mà anh chị có để ý nè, khi mà thị trường bắt đầu ở đây ba cái nến này bắt đầu là cho dấu hiệu gì? Giảm mạnh. Ba cái nến này là giảm mạnh, khi mà giảm mạnh rồi xong bắt đầu nó tăng mạnh lên, cái biên độ của nó rất là rộng, anh chị có thể đo cái biên độ của nó, anh chị có thể đo cái biên độ đó, anh chị thấy là từ 1413 mà nó giảm về là vùng 1334, có nghĩa là gần 85 86 điểm anh chị. Cái biên nó rất là rộng, thì có thể là nó sẽ còn cái nhịp, mình vẫn rất là kỳ vọng là VN-Index của chúng ta nó vẫn sẽ đi trong cái biên này, nó vẫn sẽ đi trong cái biên này, chứ nó không có gì gì mà nó xấu hết. Có thể nó sẽ hồi lên quanh ở trong cái vùng cái nến này là vùng 1400 1410 đó, thì nó sẽ hồi lên cái vùng này, và sau đó bắt đầu là nó có những dấu hiệu đó nó điều chỉnh tiếp tục, thì việc đó thì nó rất là bền anh chị. Đối với mình thì mình vẫn cái kịch bản của mình rất thấy là VN-Index của chúng ta nói chung thì từ ngày hôm qua khi mà mình làm video thì mình đã nói đúng chưa, là nói chung là cũng không đẹp mà cũng không xấu. Nói chung chúng ta là khi một phiên xanh thì nó cũng không nói lên được gì, mà một phiên đỏ bán xuống mạnh thì nó cũng không nói lên được gì, là như vậy anh chị ha. Và ở đây thì anh chị có thể thấy là cái nền của VN-Index của chúng ta, cái nền của VN-Index của chúng ta thì đây đây vẫn còn một cái nền anh chị ha, nó vẫn còn một cái nền. Nói chung thì cái nền này thì nó xoay quanh 1.300 thôi,
Nói chung thì một cái nền này nó xoay quanh ngàn ba, nhưng mà cái nền này thì hơi rộng anh chị ha. Nói chung thì cái nền này nó hơi rộng, nói chung là như vậy đó. Và nếu mà trường hợp có một cái điểm hỗ trợ tốt nhất của VN-Index thì chúng ta sẽ thấy là một cái nền hỗ trợ nó là quanh vùng 1320. 1320 là một cái vùng mà hỗ trợ nó cũng rất là tốt đối với khi mà nó có được những cái nến ở vùng này. Thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ xem xét ở cái xu hướng tuần. Xu hướng tuần thì vẫn là một cái nến rút chân thôi, vẫn rất đẹp anh chị đó, nhưng mà vẫn cần mình vẫn chờ những cái kịch bản của nó trong trong diễn biến của nó trong cái phiên giao dịch ngày mai như thế nào, thì để cho chúng ta có được những cái cơ hội đầu tư tốt hơn, hay là chúng ta cần phải chốt ngay tại thời điểm này. Nói chung thì nhiều anh chị mình đã mua từ thời điểm 1.000 đến đây rồi, quan trọng là thời điểm này ai cũng lãi thì đúng không chưa đó. Từ anh chị cứ ngồi anh cứ tổng hợp lại từ thời điểm mà tháng 1 đến bây giờ là mình lãi hay mình lỗ là mình biết liền đó, để chúng ta có cái cơ hội đầu tư cho được tốt hơn. Nói chung thị trường nó phân hóa, khi mà anh chị có thể thấy là hôm nay thì là bao nhiêu tỷ ạ, 12 13 ngàn tỷ là đổ dồn vào là VN30, mà trong khi đó là VN-Index của chúng ta thì nó lại chỉ có 8 ngàn tỷ thôi. Có nghĩa là nó VN30 là nó chiếm gần là bao nhiêu thanh khoản à, nó chiếm gần là 50% thanh khoản của VN của tất cả các cổ phiếu còn lại đúng chưa. Đó thì nói chung là nó chiếm còn lại trừ VN30 nha. Đó thì tất nhiên là như vậy. Thì ngày hôm nay thì ngay cả anh chị có thể thấy là Thế Giới Di Động và Masan, những cổ phiếu bán lẻ, khi mà có được những cái tin tức từ dịch bệnh nó là làm cho cái ngành bán lẻ nó đặc biệt là những cổ phiếu Bách Hóa Xanh của Thế Giới Di Động và cái mảng cửa hàng Bách Hóa Xanh và cửa hàng Vinmart nó có được cái lợi thế, cho nên là khi mà nó có được cái lợi thế đó thì nó sẽ có dấu hiệu là nó hồi phục. Là như vậy anh chị ha. Ok, thì kế đến nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta xem lại một số dòng hôm nay. Thì chúng ta thấy là hôm nay thì chúng ta thấy là dòng dòng chứng khoán, anh chị có thể thấy dòng chứng khoán thì ngày hôm nay vẫn không có dấu hiệu là bán mạnh đúng chưa. Dòng chứng khoán thì ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đang thấy là không có dấu hiệu bán mạnh. Đa số thì chúng ta dầu khí thì hôm nay vẫn có mã xanh mã đỏ đây, nói chung thì cũng không có bán mạnh, trừ những cái cổ phiếu đạm như đạm Phú Mỹ thì ngày hôm nay giảm 3,5%, còn những cổ phiếu khác thì nó không giảm nhiều. Còn đối với một số cổ phiếu ngân hàng thì anh chị có thể thấy đây, những cái cổ phiếu ngân hàng ở đây thì mình thấy là như là VIB, AMB, tất cả BMI thì nói chung thì sorry anh chị, cái cổ phiếu này không phải cổ phiếu ngân hàng mà cổ phiếu đâu. Hôm nay thì VIB thì tăng tăng mạnh anh chị ha. Còn những cái cổ phiếu còn lại thì đa số thì như Techcombank thì cũng không giảm nhiều nè. MB thì là tham chiếu, Techcombank và MB thì tham chiếu. TPBank thì cũng tăng, nói chung là BID thì cũng tăng đúng không anh chị? Và hôm nay giảm mạnh nhất chính là cái cổ phiếu SHB. Cổ phiếu này thì quán rất là khó chịu, anh chị thấy là cái lực kê bán tới 75 triệu cổ. Nói chung thì con này nó cứ kéo lên đè xuống, kéo lên đè xuống, và nói chung thì những cổ phiếu này thì mình chỉ tham gia với cái triển vọng ngắn thôi. Chúng ta cũng đừng có nên mà chúng ta all in vào. Vietcombank thì hôm nay giảm 2%, những cổ phiếu trụ EIB thì ngày hôm nay bị bán rất mạnh đúng không anh chị? Những cổ phiếu này thì bắt đầu là cho dấu hiệu gãy trend rồi. Kế đến nữa thì anh chị có thể thấy là BVB, STB ngày hôm qua thì cũng tăng rất là mạnh, hôm nay lại bắt đầu là điều chỉnh. Nói chung là có một nhịp là nó trả chỉ số cho cái phiên giao dịch ngày hôm qua, có nghĩa là ngày hôm qua kéo ATC rất là mạnh, thì ngày trước thì đạp rất là mạnh cho nên là nó phải kéo lên để nó trả đúng chưa? Khi mà nó kéo lên xong rồi hôm nay thì nó kéo cũng cũng hơi hơi lố, sau đó thì nó bắt đầu nó quay trở lại nó trả, thì đối với mình thì cũng là rất bình thường. Nói chung thì hôm nay VN như vậy thì mình đang đánh giá là nó sẽ, đối với mình thì vẫn đánh giá là nó tích cực hơn là việc mà nó xanh mạnh anh chị ha. Tại xanh mạnh nó dễ có những cái lực bán tháo lắm anh chị hả, cho nên là mình sẽ không thích những cái khi mà thị trường mà nó quá xanh như vậy. Tại vì á, là ví dụ như ngày hôm nay nó tăng 30 40 điểm, ngày mốt nó tăng 30 40 điểm thì tất nhiên những cái ông mà ông mua những cái cây mà bắt cái vùng này tất nhiên ông về ông sẽ bán rất là mạnh rồi. Còn khi mà thị trường nó đi ngang thì ok là tôi mới lãi có tí xíu thôi, tôi chờ thêm tí xíu nữa tôi mới bán, thì cái tâm lý nó cũng đỡ ổn hơn và cái lực bán tháo nó cũng sẽ không còn nữa anh chị. Đó thì nói chung thì mình cũng không đánh giá được là VN ngay tại thời điểm này là đó là nó đã đỉnh chưa hay là đáy chưa, thì cái đó là chắc chắn là không ai mà đoán được đó. Thì nếu trường hợp mà mình thấy rủi ro thì chúng ta tham gia với tỷ trọng ngắn rồi, và chắc chắn là phải tham gia với cái tỷ trọng vốn của chúng ta là cũng không nên mà chúng ta sẽ sử dụng quá nhiều margin ngay tại thời điểm đoạn này, khi mà anh chị thấy là nó đã tăng từ thời điểm này lên vùng này là 40% rồi. Thì tất nhiên là ở những vùng này thì chắc chắn thì nó sẽ có được những cái dấu hiệu điều chỉnh, và nó điều chỉnh thì vẫn còn trong cái nền này thì mình vẫn đánh giá chưa xấu nha anh chị. Đối với mình thì vẫn trên xấu. Thì RSI đang vùng mua thì nói chung MACD thì đang cắm đầu ở vùng này thì nói chung cũng hơi 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 xấu, nhưng mà đối với mình thì anh chị có thể thấy cái von của nó thì hôm nay là một cái
nói chung von nó lại không có nổ anh chị. Nói chung khối lượng thì anh chị có thể thấy là khối lượng chỉ có khoảng là 552 triệu cổ thôi. Nói chung là giao dịch hôm nay thì nó hơi buồn ngủ, nhà nhiều nhà đầu tư cũng hơi buồn ngủ. Và ngày hôm nay thì bên HSC là cái công ty chứng khoán HSC á, thì anh chị có thấy là cũng bị gì ạ? À, cũng bị kẹt lệnh này, cũng bị đơ lệnh các kiểu, cho nên là cũng nó cũng không giao dịch được nhiều, cũng là một phần để cho là cái dòng tiền nó cũng không vào mạnh anh chị ha. À, là như vậy. Và ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy là VN30 của chúng ta, VN30 thì hôm nay thì nó đang quanh quẩn, nó vẫn đang quanh quẩn ở vùng này, vẫn chưa gãy xu hướng. Và ngày hôm nay nó cũng là một cái nhịp hồi phục tích cực hơn là khi VN Index, đúng chưa? Đó, thì có thể là dòng tiền đã phân hóa và nó đang tập trung nhiều ở VN30 đó, cho nên là đoạn này nếu mà trường hợp mà VN30 mà mình không có được nhiều mức lãi tốt thì chắc chắn là mình đua vào những cổ phiếu mid cap, thì mình phải mua ở những mức giá mà nó sàn 2-3 phiên thì mình mới tham gia được. Chứ nếu mà trường hợp mà nó không sàn thì chúng ta tham gia vào khi mà mỗi ngày nó giảm một ít thì chúng ta mua vào thì rất là dễ mà chúng ta bị lõm đi cái tài khoản của chúng ta, và chúng ta càng tăng tỷ trọng lên trong khi cái thanh khoản của nó đang giảm dần, thì chính là cái cách mà chúng ta mua bán rất là sai lệch và dẫn đến là chúng ta sẽ thua lỗ trên thị trường này. Và để cho mà anh chị có được những cái kiến thức đó thì anh chị nên tham gia vào cái khóa học mà phân tích kỹ thuật của mình, để mình nắm được những cổ phiếu nào tốt, những cổ phiếu nào xấu, và qua đó thì chúng ta sẽ cùng nhau học về các kiến thức là các đường xu hướng là cái gì, và các đường nào là đường hỗ trợ, các đường nào là cái phần mà chúng ta sẽ xác định được là cái cổ phiếu đó là đầu tư hay đầu cơ, đầu tư hay là đầu cơ. Và chúng ta sẽ lọc được những cái cổ phiếu mà theo báo cáo tài chính của chúng ta để chúng ta tìm điểm mua theo phân tích kỹ thuật. Và cái cách tư vấn của mình là đi vốn, phân bổ vốn, quản trị rủi ro, và cái phần mà báo cáo các mã cổ phiếu ngon mỗi tuần trọn đời, mình sẽ báo cái phần cái danh mục này để cho anh chị mua bán cho nó được hiệu quả, thì anh chị sẽ có được những cái mức đầu tư nó sẽ tốt hơn nha anh chị. Và cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi qua review về VN Index, thì chúng ta vẫn thấy là nó vẫn đang đi trong cái kênh này, đúng không? Nói chung thị trường mà nhiều anh chị cứ thấy VN Index đỏ thì mình bán ra thôi, và khi VN Index xanh thì chúng ta lại mua vào. Nói chung như đầu tư mà như vậy thì luôn luôn là không có lãi được đâu anh chị nhà. Và cái đến nữa thì chúng ta đã thấy là ở thị trường này á, là đến giai đoạn này thì chúng ta cũng nên tạm ngưng cái việc mà chúng ta mua mới đi ha. Cho nên là chúng ta tạm ngưng cái việc mua mới hiện tại hôm nay và hai phiên này, ba phiên này là chúng ta đã bắt và đã mua đủ rồi. Đó, nếu mà trường hợp mà nó hàng mà nó về mà nó không có lãi thì T+3 về thì chúng ta vẫn đang nắm được cái giữ cái vị thế cổ phiếu, thì chúng ta có thể là chúng ta canh, chúng ta thoát hàng, thì vẫn có thể là chúng ta chỉ bị thiệt hại một ít thôi, nó không nhiều đó. Chứ hiện tại là ví dụ như mình cứ mỗi ngày mà thị trường xanh thì chúng ta cứ đua vào, thị trường đỏ thì chúng ta cứ như nào, thị trường đỏ thì chúng ta cứ bắt đầu là chúng ta cho một cái dấu hiệu gì bán xuống, chúng ta lại quản loạn, chúng ta bán xuống, thì như vậy đầu tư hay đầu cơ gì là mình mua theo phương pháp này là đều dẫn đến là cái tài khoản của mình dễ lõm lắm nha anh chị. Và cái nhịp hồi này thì mình đánh giá nó sẽ không nhiều đâu. Khi mà có thể là nó sẽ còn nhịp hồi quanh quẩn, thì nói chung trong cái hộp này thì mình đã vẽ ra cái hộp này thì chắc chắn khi nào mà nó phá ra khỏi cái hộp này thì nó mới là một cái kịch bản đẹp, và khi mà nó không phá ra khỏi được cái hộp này thì chắc chắn nó sẽ là một cái kịch bản là nó đang đi ngang ở vùng này đó. Và khi mà nó thủng luôn ở một cái vùng 1320 thì nói chung nó sẽ không còn một cái lực đỡ mạnh đâu, thì khi đó thì chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta phải nên có những cái dấu hiệu mà chúng ta quyết liệt chúng ta bán ra là nha. Còn nhưng mà mình đã không đánh giá là ngày mai sẽ có những nhịp bán tháo đâu anh chị đó, cho dù nó có bán tháo thì ngày mốt nó cũng sẽ có những nhịp nó hồi lên thôi đó. Và cái chính chúng ta ngay tại thời điểm này thì điều mà mình thấy quan trọng nhất chính là cái tâm lý và cái hành vi giao dịch của chúng ta, nó mới mang lại cho chúng ta được cái sự chiến thắng hay là sự thất bại. Chứ hiện tại là chúng ta cũng đừng có nên cứ đỏ thì chúng ta lại sợ sệt và xanh chúng ta lại bán ra, thì vậy rất là khó nha anh chị. Ok, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi về một số dòng cổ phiếu VN30. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích là VN30 trước. Thì anh chị có thể thấy là hôm nay thì VN30 của chúng ta thì nó đã có được bao nhiêu mã. VN30 chúng ta là có 7 mã là tăng, 2 mã tham chiếu và 21 mã là đỏ. Thì ngày hôm nay đầu tiên chúng ta phân tích về Novaland. Novaland thì ngày hôm nay bị bán mạnh với những cái von nổ rất là mạnh. Thì trước đó nó cũng có một cái von nổ bán sàn đây, vùng này bắt đầu bán sàn, và ngày hôm sau nó làm một cái phiên nó đóng trật nó, và nó lắp lại hoàn toàn nó, sau đó thì nó tích lũy và nó đi lên. Còn đối với mình thì xu hướng hiện nay thì Novaland
Novaland thì mình đang thấy là nó đang bị bán mạnh bởi từ từ cái nhà đầu tư nước ngoài. Anh chị có thể thấy là cái RSI của nó là thời điểm khi mà bắt đầu là nó chạm về cái vùng bao nhiêu ạ? Nó chạm về cái vùng 123 thì bắt đầu là giờ RSI của nó là cho cái dấu hiệu mà phân kỳ rồi. Anh chị có thể thấy RSI phân kỳ, và trước đó 2 3 clip trước thì mình cũng có nói, nhưng mà mình không đánh giá là Novaland nó lại bị thủng nhanh đến như vậy ở cái vùng này. Và chắc chắn ở những cái vùng này thì nó còn một cái gap, thì nó đã ở về cái vùng 109 ở vùng này. Thì nó đã có một cái gap ở cái vùng mà mình đánh giá lại là 109 nha. 109 thì ngày hôm nay thì cái mức giá sàn của nó là 109.8. Nói chung thì cũng xem rồi. Nói chung thì chắc chắn nếu trường hợp mà xấu nhất của Novaland thì nó sẽ về một vùng 103 và nó có dấu hiệu là gì à? Nó sẽ bật lên thôi. Và có thể nó sẽ hồi quanh một cái nhịp tay cộng trước khi mà nếu trường hợp mà nếu được chỉnh trung hạn thì chắc chắn nó sẽ có những cái nhịp tay cộng đó nha. Anh chị lưu ý là khi mà RSI mà nó phân kỳ rồi thì nó sẽ không còn đủ cái lực tăng nhiều đâu. Nó không còn đủ cái lực mà nó tăng nhiều đâu. Cho nên là mình cũng hạn chế là mình mua vào những cái này. Nếu trong thì mình mua thì mình bắt sàn, thì mình phải hiểu là đối với mình là bắt sàn xong là mình phải biết là cái hàng này là năm ăn năm thua. Thì khi mà nó sàn nó không còn và chúng ta T cộng 3 về mà chúng ta không ăn thì chúng ta phải dứt khoát chúng ta bán ra thôi, đúng chưa? Bắt sàn ngày hôm nay thì chắc chắn là không lỗ rồi ở đó, và có thể là mình lãi luôn, đúng chưa? Lãi có thể 0,9% đây, nó gần 1% đây. Nhưng mà còn cái chuyện ngày mai và ngày mốt thì nhiều khi nó lại bị bán mạnh và nó không có lực đỡ nữa, thì chúng ta cũng chỉ mua với tỷ trọng ít, và chúng ta như thế nào, và chúng ta chỉ tham gia ngắn hạn thôi, chứ chúng ta không tham gia mà ôm những cổ phiếu này mà dài hạn. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp cổ phiếu TCH. Ngày hôm qua thì anh chị có thể thấy là trong phiên là kéo lên 14%, đúng không anh chị? Kéo lên là tới vùng 21.8 rồi, ngày hôm nay lại bán xuống. Nói chung những cổ phiếu này thì mình nó có những nhịp kéo láo như vậy thì chắc chắn là chúng ta phải canh, chúng ta suốt thôi, chứ hiện tại cũng khó là chúng ta có thể tham gia được. VRE thì nó cứ quanh quẩn vùng này thôi, chưa có điểm mua anh chị ha. STB thì ngày hôm nay thì tiếp tục là bán xuống, lại tiếp tục là đi trong cái kênh, đúng không anh chị? Con này thì vẫn tiếp tục là đi trong cái kênh có những cái vùng hỗ trợ rất là mạnh ngay vùng 28.5 đây, vẫn có những nhịp hỗ trợ quanh những cái vùng 28.5 thôi. Nói chung thì nếu mà trường hợp mà ngày mai nó tạo ra đa số, ngay cả mình nói luôn, ngay cả VN Index mà chúng ta ngày mai mà tạo ra một cái nến xanh và nó lấp luôn, nếu trường hợp mà đẹp mà ngày mai mà nó tăng 30 40 điểm mà nó lấp luôn ở cái cây nến đỏ này thì chắc chắn thì xu hướng tăng của nó là nó sẽ rất là bền, và nó sẽ đi tiếp là rất là bền. Đó, giống như cái kịch bản trước đó này, anh chị có thể thấy không? Khi mà hai phiên bán xuống ở vùng này, đúng chưa? Đó, thì sau đó nó cho một cái cây nến xanh cũng tương tự, đúng chưa? Đó, sau đó là tiếp tục là một cái cây nến đỏ. Đó thì ở đây cũng tương tự, và ngày mai nó là một cái nến xanh và nó đi 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 luôn đó. Cho nên là chúng ta sẽ còn rất là nhiều cơ hội để cho chúng ta đầu tư nếu trường hợp mà ngày mai mà cái xu hướng của nó là bắt đầu là nó hình thành như ở vùng này. Cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu VIC. Thì anh chị có thể thấy cái cổ phiếu này á, là nó đang có cái xu hướng ở cái vùng mà điều chỉnh từ thời điểm mà tháng 1, từ thời điểm mà tháng 4 đến giờ nó đã điều chỉnh rồi. Và anh chị có thể thấy là cứ điều chỉnh mà giá thì đang nằm trên dưới các đường xuống, ngay cả đường đường 50, 120 rồi đang nằm dưới hết rồi. Cho nên nó sẽ không còn được những cái điểm mua, và chúng ta sẽ xem xét những cái điểm mua khi mà nó đã chạm những cái vùng hỗ trợ đây. Những vùng hỗ trợ là những cái vùng này là 105 đây, 105, 110. Bữa trước thì mình có nói anh chị, một số anh chị là ở vùng 113, nhưng mà vẫn chưa cho anh chị mua, tại vì mình thấy là xu hướng của nó là cái dòng tiền nó vào không mạnh, cho nên là chúng ta không tham gia. Vietcombank thì như thế nào, ngày hôm nay thì anh chị vẫn thấy là nó vẫn giá vẫn đang đóng trên các đường xu hướng, đúng chưa? Con này thì giá vẫn đang đóng trên các đường xu hướng, cho nên là vẫn chưa chưa có dấu hiệu gì 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 là xấu hết. Con này thì anh chị lưu ý là nếu trường hợp mà nó giá nó đóng thấp nhất phiên mà nó thủng 110 thì chúng ta có thể là chúng ta nên quan sát, và nếu trường hợp ngày mai nó thủng luôn vùng 108 thì chúng ta bắt đầu chúng ta thoát hàng thôi. Chứ hiện tại là bữa trước thì mình cũng có nói anh chị rồi, mình cũng nói anh chị là nếu trường hợp anh chị ôm lên 120 thì chắc chắn mình phải chờ chấp nhận cái nhịp chỉnh này rồi. Còn cái vùng này thì chắc chắn là đây chính là một cái vùng mà chúng ta có thể chúng ta chốt bớt được. Để đi, con này chưa phân kỳ đâu nha anh chị. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu VPBank. VPBank thì mình đang thấy là nó hôm nay thì nó lại đóng cửa giá cũng như là mình thấy là gần như là thấp nhất phiên rồi. Hôm nay là bị bán xuống cuối phiên, đóng cửa thấp nhất cuối phiên và nó chạm về cái vùng hỗ trợ 20 nó. Thì nói chung thì con này thì nó vẫn đang, khi mà giá nó vượt đỉnh nhưng mà cái von của nó không nổ thuyết phục
thì chắc chắn việc điều chỉnh ở những cái vùng mà A20 hoặc là xấu nhất thì nó sẽ về vùng mà 65, 66 thì nó bật lên là việc rất là bình thường anh chị ha. Mình vẫn tin là con này nó sẽ không phải là một cái trend gãy luôn từ khi mà vùng ở này là vùng đỉnh đó. Thì có thể nhiều mình phân tích thật nhiều thì mình nói là nó vùng này nó là vừa hai cái vùng đỉnh đỉnh của nó, nhưng mà dưới đây thì chúng ta đã thấy rất là nhiều cái đáy chỉ trích dưới đây và nó có một cái nhịp hỗ trợ quanh cái đường 50 này, thì chắc chắn thì vùng 65 66 chính là những cái nhịp hỗ trợ mạnh của nó. Và nói chung thì cầm hàng cổ phiếu này thì nói chung thì mình đôi lúc thì mình cũng không nên lo sợ quá gì ha, chỉ cần nó điều chỉnh vài phiên là nó sẽ kéo lại thôi. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi qua cổ phiếu HPG. Cổ phiếu HPG thì anh chị thấy là nó vẫn giá thì vẫn đang đi trong cái kênh là các đường xu hướng anh chị ha. Khi mà nó có những cái nhịp mà bán mạnh thì khi mà nó hồi phục lên ở những đoạn trước thì anh chị có thể thấy đây, đây cũng là một cái nhịp mà khi mà nó có dấu hiệu nó bán xuống nhưng mà không quyết liệt thì bắt đầu nó hồi lên. Thì đối với mình thì xu hướng của HPG thì anh chị có thể thấy là nó vẫn đang ở trong một cái kênh, nó vẫn đang còn ở trong cái kênh là ở cái vùng mà đây 48 đúng chưa, nó vẫn đang ở một cái kênh là ở cái vùng mà 48 đây, đây 40 đây, chúng ta xem xét ha. Đây, nói chung là vùng này 48 với là vùng 56, nói chung thì khi mà nó sẽ vượt ra khỏi cái vùng này thì nó sẽ tăng rất là mạnh anh chị ha. Ở đây thì chúng ta target lên ở cái vùng biên trên này thì cũng được 10 16% anh chị, nhưng mà đối với mình thì mình đang thấy là nếu trường hợp con này mà kéo lên vùng 52 thì tất nhiên nó sẽ có nhịp nó điều chỉnh một tí xíu rồi xong bắt đầu là nó mới thuyết phục được, nó mới tăng thuyết phục được. Còn hiện tại ở cái vùng này thì chúng cũng rất là khó để cho chúng ta có thể tham gia được. Sau đây anh chị, rất là khó cho để cho chúng ta có được những cái nhịp mà chúng ta bắt mới. Tại vì sao? Tại vì là mình đã khuyến nghị anh chị bắt từ những nhịp trước rồi đúng chưa? Đó thì không phải là lúc nào mình cũng mua vào những vùng này, đây là bắt đầu là chúng ta có thể bắt vào những vùng mua đây. Đó, còn nếu tại vì sao chúng ta phải tính tới phương án là chứng khoán Việt Nam nó là cái T cộng 3 đó, cho nên là chứ không phải là ngày nào mà chúng ta cũng cứ mua mua là như vậy là chỉ cần chúng ta mua sai ngày hôm nay chúng ta mua ở cái vùng gì ạ, ngày hôm nay chúng ta mua ở cái vùng giá vùng nền này, nếu mà trường hợp mà ngày mai nó thủng nền thì đây chính là cái điểm bán rồi. Cho nên là chúng ta phải canh, chúng ta phải biết được là với cái xu hướng cổ phiếu như vậy thì chúng ta nên mua lúc nào và chúng ta nên bán lúc nào thì như vậy. Còn nếu trường hợp mình ôm dài hạn thì cứ ôm bình thường, mình vẫn thấy là con này đang còn đang rất là nhiều, còn đang rất là hấp dẫn anh chị ha. Không, PE đang thấp nhất VN30 rồi, cho nên là rất là hấp dẫn ngay tại vùng này. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu Vinhome. Vinhome là cũng là một cổ phiếu bất động sản, hôm nay thì nó cũng bị một cái lực bán rất là mạnh anh chị ha, lực bán rất là mạnh vào lúc bao nhiêu ạ, vào lúc 13 giờ đó. Thì khi mà có cái lực bán mạnh ở vùng này rồi thì nó có một cái nhịp hồi phục, nó vẫn có một cái nhịp hồi phục vào lúc gần 2 giờ, nhưng mà sau đó thì ATC nó cũng có một cái sự điều chỉnh nhẹ ở vùng này. Thì nói chung thì Vinhome thì mình không đánh giá cao, con này thì có thể là nó sẽ đi ngang thôi chứ nó cũng không xấu. BLX, BLX thì anh chị có thể thấy là nó đã như nào, con này thì nó cứ đi xoay quay hoài ở vùng này anh chị thấy không, nó quánh con này, những cái cổ phiếu này nó rất là gì khó chịu anh chị ha, nó đi cứ đi ngang ở vùng này quánh nó khó chịu. Chỉ chờ như khi mà nó rơi vào những vùng bên dưới thì chúng ta sẽ xem xét chúng ta bắt được thôi, còn vùng bên trên này chúng ta sẽ không tham gia nha. Kế đến nữa thì chúng ta đi qua cổ phiếu RI. RI thì hiện tại thì anh chị có thấy là nó đang có những nhịp nhấn nhá ở vùng này. Nếu trường hợp ngày mai đóng trên cái vùng mà 55 thì con này là xác nhận một cái tín hiệu đáy ở vùng này thì anh chị có thể mình tham gia được. Và còn nếu mà trường hợp là nó không đóng trên ở vùng này thì có thể là nó sẽ cần một cái nhịp quay về vùng 50 để nó test lại ở cái vùng 50 trước khi mà nó xác định một cái xu hướng cái đến của nó nha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta đi qua cổ phiếu Phát Đạt anh chị ha. Đối với cổ phiếu Phát Đạt thì nó vẫn làm những cái nhịp mà tích lũy rất là đẹp, anh chị có thể thấy đây là chính là những cái nhịp tích lũy của Phát Đạt đây. Đây nói chung thì nó không rơi được, nói chung những cổ phiếu này thì nó không rơi được, nó vẫn làm một xu hướng tăng rất là bền bỉ anh chị ha. Đó, một xu hướng tăng rất là bền bỉ thì chờ khi nào mà nó gãy luôn, chúng ta phải xem xét là Phát Đạt một cái trend của nó từ hồi xưa tới giờ nó chưa bao giờ nó gãy các đường xu hướng mà 20, nhưng mà nếu mà hôm nay nó gãy ở cái vùng này, khi mà nó gãy ở cái vùng mà 83 này thì chắc chắn là xu hướng điều chỉnh của nó là bắt đầu rồi. Và hiện nay thì nếu trường hợp anh chị có hàng Phát Đạt thì cứ ôm, và chúng ta sẽ không mua mới ngay tại thời điểm này, khi mà chờ nó rớt ra khỏi cái vùng nền thì chúng ta sẽ tham gia tiếp mua mới được, còn không thì chúng ta vùng này thì chúng ta mua không không nên mua đúng không. Chúng ta sẽ chờ những cái game của nó sắp tới thì để cho chúng ta có được những mức lãi tốt hơn. Vinamilk, Vinamilk cũng là một cái cổ phiếu mà ngày hôm nay hôm qua thì nước ngoài mua ròng mạnh tăng rất là đẹp, và hôm nay thì bán xuống nói chung dưới các đường xuống anh chị,
con này thì hợp lặng dưới đường xuống thì cho nên cần phải nhân nhịp tích lũy nó mới chạy. HD Bank thì cũng tương tự, chứ con này thì đi giống VN Index, chạc cái chạc của nó và cái chạc VN Index đang rất là giống nhau anh chị ha. Cho nên là những cái cổ phiếu này khi mà VN tăng thì nó sẽ tăng và VN giảm thì nó sẽ giảm thôi. Ngày hôm nay thì ATC nó cũng không có một cái lực khớp mạnh nhiều, chỉ có khoảng một như 130 mấy cổ đúng không, 130 mấy ngàn thôi đó, thì cũng không nhiều anh chị ha. Và cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu Vietjet, cổ phiếu hàng không. Hàng không thì nó vẫn đang nằm trên cái đường xuống cho nên thôi chúng ta không tham gia nữa nha. Ok, cái đến nữa thì đi CTG anh chị. CTG sau khi chia cổ tức tăng rất là đẹp, ngày hôm nay có một phiên kéo lên vùng gần 40 sau đó là bị bán xuống anh chị ha. Nói chung thì kéo lên 40 luôn đó, kéo lên 40 luôn từ phiên sáng ATO mở cửa là kéo lên rất là đẹp rồi. Nói chung thì vẫn là một cái kịch bản là gì vậy, nó vẫn là một kịch bản là đi ngang. Đa số VN30 là đang cho nhiều cái dấu hiệu là đi ngang thôi. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu BNG. BNG những cổ phiếu này nói chung khi mà vượt đỉnh nó điều chỉnh anh chị, thậm chí nhiều khi nó còn điều chỉnh về vùng 100 nữa đó. Nhưng mà đối với mình thì mình đã nói với anh chị từ rất là lâu rồi đúng chưa, là những cổ phiếu này chỉ mua và ôm dài hạn thôi, chứ hiện tại ngắn hạn thì rất là khó để cho chúng ta có được những cái mức lãi tốt. FPT cũng tương tự nè, SPT cũng tương tự, nói chung là phải mua phải ôm dài thôi. Chứ hiện tại cổ phiếu BOW ha, hay con này thì nó đi quanh quẩn vùng này rồi. Nếu mà trường hợp mà nó vẫn có những cái lực trụ đỡ ở vùng này, nhưng mà mình đang thấy vùng này cũng là một cái vùng vùng đáy của cổ phiếu này. Nếu mà trường hợp anh chị thích thì cổ phiếu này thì có thể mình bắt một cái phiên mà T+3. Nếu trường hợp mà về mà có lãi thì chúng ta vẫn chốt, và không lãi chúng ta vẫn chốt. Chứ hiện tại cổ phiếu này mà anh chị ôm dài hạn nó rất là khó để anh chị ôm dài hạn nha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta đi qua cổ phiếu SSI thì ngày hôm nay nó cũng không phải tăng mạnh anh chị ha, nó vẫn là một cái nến doji, nó thể hiện một cái sự đi theo là VN Index. Nói chung này cũng không xấu anh chị, những cổ phiếu này chắc nhiên nó sẽ còn câu chuyện thôi, có thể nó sẽ tích lũy và nó sẽ chạy. Mình vẫn đánh giá là SSI vẫn có những xu hướng tích cực. Mà BB, mà BB thì ngày hôm nay thì anh chị thấy là nó đang von không có anh chị, con này von bắt đầu là không nổ mạnh anh chị, thấy khối lượng trung bình ngày của nó là 22 triệu đúng chưa. Thì hôm nay thì nó cũng không nổ vân mạnh mà nó chỉ có khoảng 20 triệu thôi, dưới trung bình 10 ngày của nó. Và ngày hôm nay thì nó cũng có được những cái sự lưỡng lự. Anh chị có thấy là cái nến ở vùng này là nó không đánh giá là nhà đầu tư bi quan hay là nhà đầu tư lạc quan. Nói chung là như vậy. Nói chung thì những cổ phiếu này nó còn câu chuyện về chi cổ tức, cho nên là sau chi cổ tức thì nó sẽ còn nhiều cái cơ hội để nó tăng lên là rất là bình thường. Còn đã ở vùng này thì anh chị thấy là nó cứ đi quanh quẩn vùng này thôi, chứ cũng chưa có gì gọi là xấu hết trơn anh chị ha. Khang Điền thì ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy là nó giá thì vẫn đang trên cái đường hướng. Những cổ phiếu này thì chúng ta phải ôm dài thôi, chúng ta không ăn được. Techcombank hôm nay rất đẹp anh chị, nhưng mà anh chị có thể thấy là lực mua của Techcombank, lực mua ngay cả cái vol nó cũng hơn trung bình 10 ngày anh chị. Lấy có lượng là 27 triệu cổ mà cái vol trung bình 10 ngày là 23 triệu cổ đây đó, thì PE cũng đang khá hấp dẫn anh chị, cũng không phải là một cái cổ phiếu xấu ở vùng này đó. Nhưng mà vol nó nổ nhiều quá mà nó lại không tăng thì đôi lúc thì mình cũng phải cân nhắc là tới cái việc mà chúng ta sẽ nên chúng ta sẽ nên là hạn chế mua khi mà nó chưa vượt đỉnh nha. Chúng ta chỉ chờ khi nào mà nó mua để chúng ta mới vượt đỉnh thôi. Còn nếu trường hợp anh chị mua ở những cái vùng mà mình khuyến nghị giống như 53 53.6, ở vùng này thì lên vùng này thì chúng ta vẫn có lãi đúng chưa. Nói chung là vẫn có lãi ở vùng này thì đã 57% rồi, cho nên là ví dụ anh chị sợ là mình tài khoản của mình bị coin margin nhiều quá thì có thể mình canh mình chốt bớt một phần ở vùng này chứ đừng chốt lia đó, thì chúng ta sẽ chốt về tiền thịt thì nó sẽ tốt hơn cho chúng ta trong cái giai đoạn này, nếu trường hợp mà chúng ta thích cái khẩu vị an toàn. Tại vì dù sao thì thị trường chỉnh thì chúng ta vẫn có được những cơ hội để chúng ta mua vào hơn là full margin. Thị trường chỉnh thì chỉ có đứng nước đứng nhìn thôi đúng chưa. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu BID thì ngày hôm nay xanh anh chị nha, giá thì vẫn đang nằm dưới các đường xu hướng. Con này thì vẫn như những kịch bản trước thôi, không có gì khác biệt hết. TP Bank thì cũng tương tự anh chị, chạm đỉnh rồi thì nó đang những dấu hiệu là nó điều chỉnh tí xíu thôi. Nói chung thì mình với một cái chạc như vậy thì mình sẽ không đánh giá là TP Bank là xấu hay là không xấu, mà đánh giá chỉ là trung lập thôi. Khi mà giá của cổ phiếu thì đi ngang vùng này thì nó chưa có dấu hiệu của một cái đợt bán tháo hoặc là một đợt điều chỉnh trung hạn, thì chúng ta cũng vẫn chưa có dấu hiệu thì chúng ta cứ nắm giữ thôi đúng chưa. Khi nào nhiều khi là nó ra, khi mà doanh nghiệp còn tăng trưởng thì cổ phiếu nó sẽ còn tăng trưởng thôi. Ok, cái đến nữa thì chúng ta đi qua BVH thì nhiều anh chị bị kẹp hàng ở những vùng mà 59-60 á, thì mình sẽ canh chúng ta những vùng mà 51-50-52 chúng ta canh chúng ta mua bình quân lại thôi.
Gas thì giống như kịch bản mình nói, nó vẫn vẫn có những nhịp hồi nhưng mà lại không mạnh anh chị ha. Nó nếu mà trường hợp ngày hôm nay mà nó có một nhịp hồi, nó lắp luôn cái cây nến đỏ của cái phiên trước đó thì, và với một cái khối lượng bằng với cái nến đỏ trước đó thì nó sẽ rất là đẹp. Còn hiện nay là khối lượng nó vẫn không có, nhưng mà nhịp hồi của nó thì vẫn là một nhịp hồi không mạnh, vẫn có tóc ở đây đúng chưa? Cho nên là mình đoạn này thì chúng ta không không nên đầu tư vào cái cổ phiếu gas này nữa, hoặc là chúng ta mua thì chúng ta phải ôm dài thôi. Ngắn hạn thì ngay từ đầu mình đã nói với anh chị những cổ phiếu dầu khí không phải là những cổ phiếu mà chúng ta có thể mua, chúng ta có thể xem xét tới cộng được. Ok, cái đến nữa thì Masan ngày hôm nay thì Masan và thì vượt đỉnh anh chị ha, con này bắt đầu dấu hiệu vượt đỉnh rồi. Và hôm nay thì anh chị có thể thấy là chạc thì đang rất là đẹp, những cổ phiếu này có thể là bắt đầu là cho một cái nhịp xu hướng tăng mới, có thể là ngày mai vẫn tiếp tục là một xu hướng tăng của cổ phiếu Masan nha. Thế giới di động cũng tương tự anh chị ha, những cổ phiếu này thì nó có một những nhịp tăng rất là đẹp rồi. Đây con này thì nó có cái vùng đáy của nó là mình xác nhận luôn vùng 155 nha, đây là những vùng đáy của nó rồi. Và cái đến nữa thì sau khi mà review dòng CPN30 xong thì chúng ta sẽ đi tiếp một số cổ phiếu mà anh chị có thể hỏi em, giống như ngày hôm nay là DGW đúng chưa? DGW thì hôm nay thì nó vượt đỉnh anh chị, khi mà cái kết quả kinh doanh quý 2 của nó là rất là hấp dẫn anh chị nha. Và nó có những cái tin là chia thưởng 1:1 đấy. Nói chung là những cổ phiếu này nó còn những nhịp tăng rất là mạnh khi mà nó có được những cái tin tích cực như vậy. Đó thì đối với mình thì xu hướng của DGW thì anh chị nên tiếp tục nắm giữ. Còn nếu mà trường hợp anh mình mua thì vẫn mua được nha, những cổ phiếu này hiện nay là mình mua thì vẫn mua được đó. Còn nếu mà trường hợp đẹp thì mình chờ về 134, khi mà nó chờ lắp gáp vùng này thì chúng ta mua. Nhưng mà đối với mình thì mình không đánh giá là DGW nó sẽ quay về đâu. Còn cổ phiếu BAT, BAT là một cổ phiếu mà cũng ngành bán lẻ, nhưng mà ngày hôm nay cái lực có một cái lực gom anh chị, ở đây anh chị có thể thấy là cũng có nhiều cái lực mua chủ động đó, gần 2 triệu cổ và bán 1,3 triệu. Nói chung nhưng mà nó vẫn có những cái lực gom ở vùng này. Chứ con này thì chỉ chờ khi mà nó vượt ra khỏi những cái vùng nền của nó thì nó sẽ chạy rất là mạnh anh chị nha. Còn không vượt thì chắc chắn là nó phải canh về những vùng mà chung, nói chung thì không xấu, nói chung là nó, nếu mình hợp xấu nhất thì nó về vùng 22.2 nó cũng bật lên thôi đó. Nếu trường hợp mình có hàng thì mình cũng nên nắm giữ những cổ phiếu này. Chúng ta đi qua cổ phiếu KBC. KBC thì ngày hôm nay là tiếp tục gãy trend rồi. Con này thì hiện tại là cái xu hướng này là bắt đầu là cho dấu hiệu gãy trend rồi, trước đó nó đã có tạo một cái nền quanh vùng này đúng chưa, nhưng mà ngày hôm nay thì mình đang thấy là nó có dấu hiệu không hấp dẫn lắm đó. Nói chung thì nó vẫn còn một cái nhịp hỗ trợ quanh một cái vùng bao nhiêu ạ, nó còn một nhịp hỗ trợ quanh cái vùng mà 31.5 31.5 32, nói chung ở những cái vùng này. Nhưng mà mình đến giai đoạn này thì chắc chắn thì cần phải có một cái nhịp hồi và giá thì phải vượt lên trên cái nền này thì nó mới đẹp. Còn nó có hồi nhưng mà nó lại tiếp tục lại nó đóng giống như một những cái kịch bản bên đây thì lúc đó thì mình đầu tư vào cổ phiếu này nó sẽ không không có lời được đó. Và trước đó mình cũng khuyến nghị anh chị, nếu trường hợp anh chị mua ở vùng mà 38 39 thì chúng ta phải tuân thủ theo quy tắc là thủng 36 chúng ta phải cắt thì chúng ta mới tham gia được, còn nếu không thì chúng ta không nên tham gia vào những cổ phiếu này. Ok, cái đến nữa thì chúng ta xem qua thêm một số cổ phiếu những cái ngành khác mà mình thấy nó có tiềm năng hay không, giống như VPG. VPG thì ngày hôm nay là tiếp tục sau khi tạo nền thì nó tiếp tục là một xu hướng tăng, những cổ phiếu này tăng miệt mài luôn anh chị. Rất có thể nó sẽ là một cái cổ phiếu DGW tiếp theo đó, khi mà giá của nó thì còn đang ở vùng 10 13 14 mà nó đã kéo lên vùng này rồi. Nói chung thì x3 x4 tài khoản hết rồi những vùng này rồi. Đất xanh thì ngày hôm nay thì vẫn xanh, giá thì vẫn đang nằm trên cái nằm dưới các đường hướng thì chạc chiếc, con này cũng chưa có hấp dẫn lắm. RT nó về vùng mua nè, cho nên là nó có lực mua là chuyện rất là bình thường anh chị nha. Đối với mình thì Đất Xanh thì hiện tại đang có nhiều tin tốt. Là tin tốt là gì? Là tin tốt là ngày là chủ tịch mua và quỹ nó cũng mua thế đó, cho nên là nó và Đất Xanh Service nó cũng lên sàn, cho nên nó có nhiều tin tốt thì nó việc nó tăng là rất bình thường. Nhưng mà nếu hôm nay nó đóng trần thì nó sẽ rất là đẹp anh chị nha. Ok, DIG cũng tương tự, cũng có tin là gì ạ? Cũng có tin là phó chủ tịch là mua là 5 triệu cổ. Nam Long thì chúng ta sẽ xem xét Nam Long thì ngày hôm nay xanh. Đa số dòng tiền ngày hôm nay vẫn có trụ được ở một số cổ phiếu năm cổ phiếu bất động sản anh chị ha. CTD thì ngày hôm nay tăng cũng đẹp nè. CTD ngày hôm nay đang đa số, nhưng mà mình thấy Midcap thì chúng ta không nên đầu tư giai đoạn này nhiều quá, thì tại vì mình đầu tư giai đoạn Midcap giai đoạn này thì nó cũng rất là khó để chúng ta có thể có ăn được. Ở vùng này chúng ta đi qua dòng dịch may xem sao. VGT cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đúng không chị? Những cổ phiếu này thì chúng ta chưa thấy là những có những dấu hiệu nó hạ nhiệt, có thể là nó sẽ quay về vùng cái vùng hỗ trợ của nó vùng 17. Như con này nếu trường hợp anh thủng 17 thì về 15 chúng ta bắt mạnh những cổ phiếu này rất là ngon anh chị ha. TNG
TNG thì vẫn có nhịp bán xuống, con này thì sẽ còn một cái nhịp hỗ trợ quanh vùng mà 18 thôi, những vùng 18 là những vùng hỗ trợ của nó thôi. Ghét thì như thế nào? Ghét thì ngày hôm nay anh chị có thể thấy là tay nhà đầu tư nước ngoài anh chị mua ròng rằng là 4,4 triệu cổ đúng chưa? Nhưng mà giá thì vẫn tham chiếu, những cổ phiếu này đè rất là mạnh, nên khi mà dòng tiền vào mạnh thì nó đè là việc quá quá bình thường anh chị ha. LBB, chúng ta đi qua dòng ngân hàng một xíu, những cổ phiếu như là LBB nói chung cũng không, nó vẫn đang tích lũy, những cổ phiếu này đang tích lũy không 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 đẹp lắm. Chúng ta xem lại cái dòng ngân hàng hôm nay thì không sáng sủa lắm. OCB thì anh chị thấy cũng có một cái lực đỡ rất là mạnh nên đây giá thì đang nằm trên các đường xu hướng này rất là đẹp anh chị ha. Ok, thì nếu trường hợp mà hôm nay thì mình chỉ review sơ và chủ yếu là chúng ta review về VN30 thôi. Nếu mà trường hợp anh chị nào thấy hay thì có thể là mình liên hệ với mình để mở tài khoản bên VBS và giao dịch. Và nếu không thì có thể liên hệ mà để vào những cái room free của mình, nếu trường hợp cần tư vấn gì thì có thể là kết bạn qua Zalo của mình để mình tư vấn cho anh chị, hoặc là nhiều khi mình có những cái nhận định vào cái room Zalo free đó thì mình sẽ báo cho anh chị nha. Và nếu trường hợp anh chị thấy hay thì có thể share cho anh chị em bạn bè của mình biết đến kênh của em để chúng ta đầu tư và chúng ta cùng nhau thảo luận, cùng nhau phân tích. Và đừng quên anh chị đừng quên nhấn like và subscribe kênh để có nhận được những video mới nhất từ mình nha. Nếu trường hợp anh chị cũng chưa có nhiều kiến thức về về chứng khoán thì có thể liên hệ những cái khóa học của mình. Mình sẽ bảo hành trọn đời cho anh chị về tất cả các khóa học này, và chúng ta sẽ học chủ động qua là YouTube ha, chúng ta sẽ học chủ động qua từ YouTube, qua các video, các bài giảng của mình. Nếu mà trường hợp mà cần hỏi và cần chưa chưa thuyết phục và chưa hiểu được thì có thể liên hệ mình để mình giải thích cho anh chị nha. Ok, cảm ơn anh chị đã xem video và chúc anh chị có một buổi tối thật là tuyệt vời ạ. À.